nên là cào rác trong những cái ngôi mộ ra dồn đống rồi chờ khô đốt nha. Đào dừng lại nha cả nhà. Khung cảnh hôm nay, sáng hôm nay thì công nhân Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương. Hiện tại Bửu đang có mặt tại khu nghĩa trang sư đoàn 22 bộ binh Việt Nam Cộng hòa ngày xưa. Khu này là sau lưng Bửu là khu chôn cất tử sĩ năm 1972 nha. Hiện tại thì cũng có công nhân đang quát vang bụi rậm và dọn dẹp vệ sinh nha. Bửu sẽ quay lại, Bửu sẽ chia sẻ cho cả nhà xem. Mời cả nhà xem clip nha. Trước mặt cả nhà là điện Linh Sơn nha. Còn đây là khu nghĩa trang Việt Nam Cộng hòa, được chôn tử sĩ Việt Nam Cộng hòa năm 1971-72 nha cả nhà. Khu này thì rất là nhiều cái ngôi mộ nha. Hiện tại thì cũng có công nhân đang dọn dẹp vệ sinh và phát quang bụi rậm nha. Khu này thì vẫn còn nguyên vẹn nha cả nhà. Đây là những cái lùm cây mới được phát này. Còn đây thì có một cái tấm bia nó đang ngã nha. Đào dừng lại nha cả nhà. Khung cảnh hôm nay, sáng hôm nay thì công nhân cũng rất là đông nha, làm cho kịp đón Tết dương lịch nha cả nhà. Những đống bụi rậm như thế này được dồn đống rồi chờ khô nha, chờ khô rồi đốt. Sáng hôm nay thì thời tiết có mưa rào nha cả nhà, lúc nắng lúc mưa nha, nhưng mà khí hậu thì rất là mát mẻ. Đây này, đây có một cái ngôi mộ, trên ngôi mộ thì thấy một cái gò đất rất là cao. Như đây là cái ổ gà mối nha. Cây cối bụi rậm thì mọc lên mộ cũng rất là nhiều, nhưng mà cũng được phát quang rất là sạch sẽ gọn gàng nha. Những cái mộ thì trải qua 50 năm bỏ hoang thì những cái mộ này thì cũng có dấu hiệu xuống cấp rõ rệt, nhưng mà vẫn còn giữ nguyên cái hình dáng ngày xưa nha. Giờ khu đây thì có người chăm sóc hàng năm, cho nên những cái mộ này cũng giữ lại cái thiết kế như ngày xưa nha.
Còn đây là có một cái mộ, ngôi mộ thì lúc đó có người nhà nè, người nhà đến nhận rồi xây dựng, cho nên ngôi mộ nó được khang trang hơn nha. Còn những ngôi mộ như thế này, mã xéo như thế này thì ngày xưa mà lúc những tử sĩ tử trần thì không có người thân nhận nha, cho nên quân đội chôn cất nha. Còn đây thì có một cái tấm bia bị gãy nha cả nhà, bị gãy luôn nè. Tên trong bia là Phan Nô nha. Chú ở gần này luôn chú. Ở đây luôn. Dạ. Để ông phát thôi cho nó lên nó gì dục đó mà. Thằng rừng ở sao? Có khu dưới kia này, khu dưới kia thằng rừng luôn này. Khu đó ít phát á. Còn ngôi mộ đây thì tấm bia nó ngã nghiêng nha. Còn đây thì hai công nhân nha, hai công nhân đang phát quang nè. Đây là những ngôi mộ sát bên đường đi nha cả nhà. Những ngôi mộ sát bên đường đi nè. Sát bên đường đi. Sát bên đường đi nè. Oh.
ngôi mộ này thì dưới sát bên mộ thì có một cái gốc cây điều nha, do bà con ở đây trồng nha. Đổ thanh long nha cả nhà, đổ thanh long. Còn ngôi mộ mà có cái mặt hoàng đây là ngôi mộ này bộ nghĩ chắc cũng có người thân nhận mộ và sơn sửa lại nha. Đây thì bố thấy có một cái ngôi mộ mà từ ngôi mộ có một cái thánh giá nha, vậy là tự sĩ này cũng đã theo đạo Thiên Chúa nha. Tên tự sĩ Nguyễn Thanh Minh nha cả nhà, đây là tự sĩ Nguyễn Thanh Minh nè. Bữa sẽ quay qua một vòng khu tự sĩ, chôn cất tự sĩ năm 1968, năm 1969 và năm 71, năm 1972 cho cả nhà xem nha. Đây này. Ngày xưa thì lúc mà cây bụi rậm thì rất là nhỏ nha cả nhà. Rút phát ra thì hiện tại khu này rất là rộng nha. Quay qua vòng cho cả nhà xem nè. Rất rộng nha. Quá rộng luôn. Một chút nữa là những công nhân phát cái hàng rào trước mặt nè thì nó rất là rộng luôn á. Khu này thì rất là nhiều mộ này. Khu trước nhà của Linh, nhà của cô Nga Linh xem điện thì những khu mộ này vẫn còn nguyên nguyện nha, không có bị bia nào cũng còn nguyên nguyện nha cả nhà, do trước nhà thì cô Nga cũng thường xuyên phát quang cho nên những ngôi mộ này thì cũng còn là nguyên trạng như ngày xưa. Đây này, còn đây là có một cái phần mộ ở dưới một gốc cây nè. Y lôi nha cả nhà. Phần mộ bờ hai y lôi. Quá nhiều ngôi mộ luôn. Đây là lúc giải lao của những anh em cô chú đang phát quang khu nghĩa trang Việt Nam sư đoàn 2 bộ binh nha cả nhà. Anh em đang giải lao uống nước nè. Hiện tại bây giờ là 9 giờ rưỡi sáng nha. Anh em đã làm nửa ca rồi nha cả nhà. Uống nước nè. Cái đó là anh nói là phải cả mười mấy ngày vậy nữa. Cái đó phải là mười mấy ngày, 20 ngày nữa. Cái đó là anh rui xong rồi bắt đầu lấy cái lóc anh chung vô anh mới hạ xuống, rồi lấy mấy bâm ra lại nữa. Chứ không phải là quốc quá. Cái đó là nó hạ xuống xong rồi anh phải ấy, hạ xuống rung ruộng nữa xong rồi lấy cái lóc vô anh ẹn hết, nó gục xuống xong rồi lấy mấy mới biết cái phù của ở đây mà. Nó nằm dưới nguồn nó bụi rồi không thấy mộ, đúng rồi là không thấy mộ nó kia gì hết. Ở dưới trong tải ra đó hết rồi. Ở dưới đó em muốn tìm mộ thì mình quăng em. Quăng em đi tìm. Tại vì dùng cái dao nó lục xuống cho đốt cái bằng ngay là nó mới lòi cái mộ ra. Mấy nhớ hồi nãy giờ có mấy cái bia là bây giờ tự nó ngã nó trồn như cái đất. Cái này là mới hôm nay quá anh rửa này cho nên quá mà không rửa làm tay cũng như người đào bụi đào quá vậy không mới rửa đâu. Nên quá anh rửa là hết rồi chứ mới được cái trồng đi nó còn.
Còn đây Bố sẽ kết thúc video tại đây nha cả nhà. Bố chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và tràn đầy yêu thương với gia đình và người thân yêu của mình. Hẹn gặp lại cả nhà vào clip sau nha. Bye cả nhà nha.